Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khám Phá Đó Đây. Bạn thân mến, cho mình hỏi là bạn đã từng đạt giải trong một cuộc thi nào hay chưa? Hãy comment tên cuộc thi đó xuống phía bên dưới nhé. Bạn thân mến, nếu như hầu hết các cuộc thi hay là các game show đều sẽ mang đến một điều gì đó cực kỳ thú vị và cuốn hút cùng với cái phần thưởng giá trị và thu hút rất nhiều người đăng ký. Tuy nhiên thì ở trên thế giới có những cuộc thi khiến cho bạn chỉ cần nghe cái tên thôi đã muốn tránh xa nó cả cây số rồi ấy chứ. Vậy thì đó là những cuộc thi như thế nào? Ngay bây giờ hãy cùng chúng mình đi khám phá nhé. 8 cuộc thi độc lạ nhất ở trên thế giới. Và đầu tiên đó là cuộc thi ngâm mình ăn ớt, Olympic ăn ớt. Cho mình hỏi là ở đây có bạn nào thích ăn cay hay không? Và nếu câu trả lời là có thì đây chính là cuộc thi để bạn thử thách bản thân mình cực kỳ là khốc liệt. Được xem là một trong những cuộc thi kỳ quặc nhất ở trên thế giới, thi ăn ớt cay giữa cái nắng 40 độ C của mùa hè. Và cuộc thi này được tổ chức hàng năm tại tỉnh Hồ Nam thuộc miền Nam của Trung Quốc. Những người tham gia sẽ nằm trong bồn nước chứa đầy ớt và thực hiện thử thách nhai ngấu nghiến từng trái ớt mà không được nuốt chửng. Ai ăn được nhiều ớt nhất sẽ là người chiến thắng. Thật là bất ngờ khi người đàn ông có tên là Tang Shahui đã phá kỷ lục của người chiến thắng năm ngoái với thành tích ăn 50 quả ớt trong vòng 1 phút. Và đây được xem như là một kỷ lục lý tưởng nhất, vượt hẳn quán quân năm vừa rồi với thành tích chỉ ăn 15 quả ớt trong thời gian 1 phút. Và việc ăn ớt đã là quá ác mộng rồi, lại còn phải ngâm mình trong cái bồn đầy ớt thì không hiểu cái cảm giác nóng rát sẽ kinh khủng như thế nào. Và nếu được mời tham gia vào một cuộc thi như này thì bạn có thể ăn được bao nhiêu quả? Hãy comment ngay phía bên dưới nhé! Cuộc thi ăn xúc xích tại Mỹ. Cho mình hỏi là cái số lượng xúc xích nhiều nhất mà bạn từng ăn trong một lần là bao nhiêu? Nếu ai yêu thích món ăn này thì mình rất hân hạnh giới thiệu cho các bạn một cuộc thi mà tại đó bạn sẽ được ăn thả ga xúc xích mà không mất tiền. Đó chính là cuộc thi ăn xúc xích tại Mỹ. Ngày hội ăn xúc xích được tổ chức hàng năm vào dịp Quốc khánh nước này ngày 4 tháng 7 và rất đông người Mỹ tỏ ra hào hứng với cuộc thi thú vị này. Và người Mỹ tiêu tới 8,6 tỷ đô cho thức ăn vào ngày Quốc khánh và trong đó có 155 triệu cái xúc xích đã được tiêu thụ chỉ trong duy nhất một ngày, đó là ngày 4 tháng 7. Cuộc thi sẽ được chia thành hai nhóm dành cho nữ và nam. Trong vòng 10 phút thì ai ăn được nhiều xúc xích nhất sẽ là người chiến thắng. Joey Chestnut là người đã giành chiến thắng thuyết phục ở nhóm nam với thành tích ăn hết 70 chiếc bánh mì kẹp xúc xích chỉ trong vòng 10 phút. Anh chàng trai 32 tuổi này đã ăn nhiều hơn đối thủ Matt Stoney 17 chiếc bánh và khiến cho Stoney phải ra về trong tiếc nuối vì không ghi được kỷ lục nào. Đây là lần thứ 5 liên tiếp anh chàng này tham gia cuộc thi. Vào năm 2011, Joey cũng giành ngôi vị quán quân cuộc thi khi ăn hết 62 chiếc xúc xích. Thi ăn phở bò tại Nga. Đã bạn nào từng ăn phở buổi sáng bao giờ hay chưa? Mình thì vừa mới làm một tô phở 30k to đùng luôn. Thử thách ăn bát phở khổng lồ có lẽ đã được tổ chức ở rất nhiều nơi. Tuy nhiên, một trong những cuộc thi đình đám nhất phải kể đến đó chính là ở nhà hàng phở bò tại Nga. Có lẽ do quán đã quá ế ẩm lâu ngày mà không có người nhòm ngó tới, nên chủ quán đã nảy ra một ý tưởng thu hút khách vô cùng sành điệu. Đó chính là thử thách với những ai ăn được một bát phở to gấp 15 suất bình thường với 3 lít nước dùng, 1,5 cân bánh phở, 0,5 cân thịt bò trong 45 phút sẽ được một số tiền mặt là 2 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu như khách hàng thua cuộc sẽ phải trả số tiền cho bát phở là 900.000 đồng. Và đương nhiên rồi, khi đã mở ra cuộc thi thì nhà hàng bao giờ cũng phải tính toán trước xem hơn thiệt thế nào. Cái bát phở này chắc chỉ có mấy bà thánh ăn ở Trung Quốc mới xơi nổi, chứ người thường chúng ta thì tuổi gì. Tuy nhiên, lại có rất nhiều con nai vàng ngơ ngác, tưởng rằng cuộc thi sẽ rất dễ dàng vượt qua bởi vì phở là một món rất dễ ăn. Thế nhưng, chỉ vỏn vẹn trong 45 phút thì họ đã phải kết thúc trong tủi hổ vì đã quá ảo tưởng sức mạnh về khả năng diệt mồi của mình. Vậy nếu như địa phương của bạn có tổ chức cuộc thi thế này thì bạn sẽ tự tin ăn hết được bao nhiêu phần của bát phở? 2 phần, 5 phần hay ăn hết cả bát một cách ngon lành? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn phía bên dưới nhé! Và thứ tư đó chính là cuộc thi ăn rán. Đã bao giờ trên đường đời tấp nập, bạn vô tình ăn phải một con rán hay chưa? Chắc chắn là khi ăn phải con vật này, bạn sẽ cảm giác ghê không tưởng và thậm chí là một tháng sau vẫn còn phải ám ảnh. Tuy nhiên, có lẽ trái ngược với sự sợ hãi thì ai đó đã tổ chức ra cuộc thi lạ đời này để thử thách lòng dũng cảm của những người tham gia. Và đó là một cuộc thi được tổ chức tại công viên Six Flags Over Georgia trong The Festival hàng năm với nội dung thi là ăn những con rán Madagascar khổng lồ. Đây là loài rất phổ biến và thậm chí cái con lớn nhất có thể bằng cả một con chuột nhắt. Thí sinh khi tham gia sẽ bỏ trực tiếp từng con rán béo ngậy vào mồm và nhai từng cái một để thưởng thức được hết từng hương vị mà con vật kinh dị này tiết ra. Mặc dù Sở Y tế quận Lake đã cảnh báo người chơi có thể có vấn đề về đường tiêu hóa và phản ứng dị ứng, hay là bất chấp tất cả nhiều người vẫn đến đây đăng ký để thử cái sức chịu đựng của mình. Và cho đến khi một người đàn ông ở Florida đã tham gia cuộc thi ăn rán tử vong ngay sau khi giành chiến thắng, thì cuộc thi này mới bị cấm tổ chức.
Giả sử nếu bây giờ có ai đó cho bạn 10 tỷ với điều kiện là phải ăn hết 10 con rắn sống trong vòng 1 phút thì bạn có dám tham gia hay không? Chứ với mình thì cho 100 tỷ thì mình cũng chịu luôn. Cuộc thi ăn ốc lợn. Đã bao giờ bạn từng ăn thử món ốc lợn hầm hay chưa? Thông thường món ốc lợn hầm hải cứu có lẽ đã quá quen thuộc với nhiều người rồi. Tuy nhiên, cái việc ngốn hết vài chục cái ốc lợn cùng một lúc thì không biết là ăn xong thì đầu có biến thành ốc heo hay không luôn. Trong lễ hội xác sống diễn ra vào tháng 10 ở Minnesota thì những người tham dự lại có cơ hội thử thách khả năng chịu nhiệt của mình với món ăn khiến cho nhiều người kinh hãi. Và người chơi sau khi tham gia cuộc vui này sẽ phải làm mọi cách để ăn được nhiều bộ ốc nhất có thể chỉ trong vòng 8 phút. Nghe thì có vẻ dễ, nhưng hãy nhìn cái cách những người này thực hiện đi. Trong khi vài thí sinh vẫn kiên trì tới cùng thì đã có những người đã trực chờ Beautiful ra ngoài luôn. Và cuối cùng thì người anh em Joey Chestnut đã lập kỷ lục thế giới sau khi ăn hết tới 54 phần ốc lợn. Và chắc chắn chàng trai này từ hôm ấy sẽ tởm đến già và không dám hoa he gì với món ăn khoái khẩu này nữa luôn. Và nếu cũng là một fan của món ốc lợn hầm thơm ngon thì hãy đăng ký kênh ngay lập tức để đặt một vé tham gia cuộc thi này nhé. Và bạn nào tự tin ăn được nhiều hơn 54 cái ốc lợn hầm để xoán ngôi của chàng trai kia thì hãy bình luận ngay xuống phía bên dưới nhé. Cuộc thi ăn tỏi sống. Tỏi là một nguyên liệu quen thuộc ở trong nấu nướng. Khi chín thì có mùi thơm đặc trưng. Tuy nhiên, nếu thưởng thức những tép tỏi sống thì thực phẩm này thực sự rất khó chịu bởi cái vị cay, nồng và hăng của nó. Và chính vì vậy, để thử thách người chơi, cuộc thi ăn tỏi thế giới lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 14 tháng 9 năm 2013 tại Dorset của Anh. Và những người tham gia có nhiệm vụ ăn nhiều tỏi nhất có thể trong vòng 5 phút. Giống tỏi được chọn cho cuộc thi chính là giống Iberia, được trồng tại địa phương và đã được bóc vỏ sẵn trước đó. Và cho đến nay, Oliver Farmer đến từ Charmouth là người đã giành thắng lợi với kỷ lục ăn hết đến 49 tép tỏi để nhận về một chiếc cúp 129 đô và danh hiệu nhà vô địch ăn tỏi trên thế giới. Cuộc thi ăn côn trùng chiên giòn. Cho mình hỏi là cái loại côn trùng nào làm cho bạn sợ nhất? Nhện, dán hay là rết? Thông thường thì ăn những con côn trùng như là tằm, nhộng ong hay bọ xít thì có lẽ chẳng có gì là lạ. Nhưng lai dai vài miếng thì ok, còn trong vòng 5 phút mà sơi tái cả một cái bát tô thì như thế nào đấy nhỉ? Tuy nhiên thì đây không phải là côn trùng bình thường đâu nhá, mà các loại giun và dế chiên giòn. Mấy anh chàng hay nhắm rượu có dám thử một lần hay không? Đó chính là cuộc thi ăn bọ được tổ chức ở Lệ Giang của Trung Quốc. Và khi tham gia, bạn sẽ phải được giao cho một bát tô siêu to khổng lồ những cái con giun chiên giòn. Eo ơi, nhìn thật sự mấy cái con giun lúc nhúc vào trong chảo dầu chiên giòn mà thấy ớn lạnh thực sự luôn ấy. Tuy nhiên, trong sự kiện vào năm 2017, thì một người đàn ông địa phương đã bất chấp sự sợ hãi giành chiến thắng trong cuộc thi sau khi tiêu thụ hết 1,23 cân giun và dế chiên trong vòng 5 phút dự thi. Và giải thưởng dành cho người đàn ông này thực sự xứng đáng với quà tặng bằng hiện vật chính là một cây vàng. Cuộc thi này có vẻ ghê thật, nhưng cái phần thưởng cũng tuyệt vời ra phết. Nếu thấy nó quá hấp dẫn thì hãy thử ngay xem thế nào nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Bạn cảm thấy cuộc thi nào là kỳ quặc nhất? Hãy để lại comment ngay phía bên dưới nhé. Và đừng quên like, subscribe cũng như là nhấn vào nút chuông thông báo để ủng hộ chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.